Thần Đồng Đất Việt tập 162 Đại Chiến Thủy Tô. Ha ha, bắt được mày rồi nhé, tám cẳng hai càng. Oà, dân tài quá, sáng giờ bắt được một rá của ốc đại tú hụ. Ha ha, người tài làm gì cũng tài mà. Hứ, chẳng qua là gặp may thôi. Hít, sửa chỉ bắt được có mấy con ốc thôi à. Dân béo, còn không biết chia bớt cho sửu nữa. Mày cũng có, sao không chia mà bảo tao? Vì của tao ít hơn mày. Ít thì chia ít, có sao đâu. Thần xấu tính keo kiệt, mày thì kém mà. Im hết coi, ai thèm lấy của mấy người, cãi nhau làm gì? Hi hi, sửu đừng hiểu nhầm. Chẳng qua mẹ muốn tạo cơ hội cho dần bày tỏ tình cảm với sửu, mà nó đần quá không hiểu gì hết à. Hừ, bày tỏ kiểu gì thô thiển thế. Thế mày có cách gì hay hơn không? Có cách này nè. Cách gì? Mình chơi giải đố đi. Ai thua thì phải nộp giỏ của ốc cho sửu. Chịu không? Chịu liền, đố đi. Đố các bạn, càng đắp càng bé là gì? Là gì ta? Bét ao, bè bờ. Đúng quá, người ta đào ao lấy đất đắp bờ ao. Càng đắp thì cái ao càng bé lại. Tỉ đố tiếp nhé. He he, được. Cái gì càng tối càng sáng? Ha ha, dễ ợt, là trăng sao. Hay quá, trời đêm càng tối thì trăng sao càng sáng rõ. Câu đố cuối đây, chuyện nhỏ. Con gì càng to càng bé? Hả? Chà, con gì ta? Ha ha, bí lù rồi. Tức quá, có con gì như thế kia chứ. Chịu thua nhé. Hừ, mày không được đố mẹo đó nha. Không đố mẹo đâu. Chịu thua là con gì? Con cua đó mà. Nhìn đi, có phải con cua có một càng to một càng bé không hả? Trời, mau nộp hai giỏ của ốc đây. Được, để ta đưa. Chụp nè. Xí hụt. Pẹp, ói. Trời, đứa nào dám ném quan hả? Bẩm quan, thú phạm đây ạ. Quan thứ lỗi, chúng con không cố ý. Hừ, tưởng ngài hóa ra trạng tí. Hu hu, xin quan tha tội cho chúng con ạ. Được, ta sẽ tha nhưng có điều kiện. Điều kiện gì ạ? Trạng tí phải viết cho ta bài tế cầu mưa thuận gió hòa. Bẩm quan, huyện ta nhiều năm nay không bị thiên tai hạn hán gì, vì sao quan lại cầu văn tế cầu mưa ạ? Ồ, không phải ta mà là quan tri phủ mới về muốn cầu đấy chứ. Tần tri phủ mở đàn tế trời đất núi nồn rất lớn, lên cho dân các làng phải mang lễ vật đầy đủ, còn ta phải dâng cầu đói tế. Ta nghĩ mãi mà không ra. Quan mới về mà lại hạch sách dân đủ điều, bày ra lễ tế khi trời đất thiên hạ đang yên ổn. Thế nào trạng tí, nghĩ ra cầu tế cho ta chưa? Vẫn chưa ạ. Hay là quan cho chúng con theo đến buổi lễ, chắc chắn lúc đó con sẽ nghĩ ra. Được được, ta đi. Ha ha, hay quá, đi xem cầu mưa nào. Dạ, lần sửa quay của năm hộ làng em dân cúng đây ạ. Tốt lắm, ha ha. Hả? Có cả bá Tiêu, cháu vợ của Tào Tế Tướng kìa. Hừ. Còn quan tri phủ sao trông giống Tế Tướng Tào Hống? Chắc lại bà con họ hàng gì đó đấy mà. Hừ, phen này thì dân làng mình. Trạng tí viết bài tế chưa? Có ngày đây ạ. Huyện quan văn tế đâu? Dạ dạ, trình quan ạ. Tùng tùng chèn. Hôm nay ngày lành tháng tốt, và tiểu nhân là Tào tham tri phủ. Ha ha. Có lòng thành dân lễ vật cúng trời, cúng đất, cúng núi, cúng non, cúng sông, cúng biển, cúng nửa, cúng mãi, cái mũng. Đứa nào nói bậy gì đấy? Ha ha, cúng mãi là cái mũng. Chúng mày, chúng mày. Bẩm quan đừng để ý, chỉ là bọn trẻ còn nghịch ngợm đấy mà. Mau, quan mau đọc văn tế kẻo lỡ giờ lành. Hừ. Tri phủ đảo phủ tuyết, thiên hạ đại kinh duyệt, và bán khai trùng môn, minh nguyệt. Ủa, sao cuộc rũ vậy? Huyện quan, thế này là sao hả? Dạ dạ. Nghĩa là tri phủ cầu mưa gió, thiên hạ ai cũng biết, nửa đêm mở cửa sáng trăng. Ha ha, trời sáng trăng thì làm sao có mưa. Hỗn láo, người dám viết thế hả?
Dạ dạ không phải Hào Quang đâu ạ. Thế đứa nào viết? Là tôi đấy. Hừ, bắt con to gan muốn chết hả? Bẩm Quang, đang lúc mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, thế mà Quang lại bày trò cúng tế, buộc dân phải nộp lễ vật làm gì? Hừ, ta cúng lễ vật cho trời đất, núi sông về hướng, về ăn, cũng là cho bá tánh hưởng phúc đó, rõ chưa? Xin hỏi ngài, trời đất, núi sông, làm gì có miệng mà ăn? Ha ha, đúng quá. Người người, ý ta là thánh thần, chỉ hưởng lấy hương hòa, hiểu chưa đồ ngốc? Vâng, nếu ăn thì phải dùng miệng, muốn hít hương, hít hơi thì phải dùng mũi. Thánh thần không ăn vì không có bụng và ruột. Nhưng họ cũng không có miệng và mũi, thì biết hít kiểu gì? Rầm, ha ha, quá đúng, hi hi, chí lý. Cầm mồm hết cho ta. Rành con, mày là ai mà dám cản trở việc quan hả? Xuyệt, nó là tràng tí đó quan. Cả tể tướng cũng dè chừng nó đấy ạ. Cốt. Tể tướng sợ, ta cóc sợ. Lên đầu, giam đầu nó lại cho ta. Tuân lệnh. Hả? Quan ơi, mau cứu trạng tí đi quan. Đừng lo, tí sẽ không sao đâu. Đến rồi, mau vào đi. Hừ, dám chống lệnh quan hả? Này, quan phủ ra lệnh chỉ giam đầu ta lại, chớ không có biểu giam đích à nha. Cái gì? Các người mà giam cả người ta, là ta kiện các người đó. Ờ, phải rồi. Vậy chúng tôi phải làm sao? Lên trình lại với quan. Bẩm quan, không xong rồi. Chuyện gì? Giam đầu hay giam đích ạ? Ha ha, đầu hay đích. Các người, bẩm quan, tốt nhất đừng dây dưa với trạng tí. Chỉ bị thiệt thần thôi ạ. Hừ, lính đầu, tống cổ nó khỏi đây cho mau. Ha ha, trạng tí thoát rồi. Còn bọn gian đen này, quốc mau. Ủa, không cầu mưa nữa hả quan? Cầu cái con khỉ móc á. Vậy chúng còn mang lễ vật về nha quan. Phải phải, mang về nào. Lũ ngu dân kia, rồi các người sẽ bị trời đất trừng phạt, không còn một giọt nước mà dùng. Yêu ơi, sợ quá, quan biết trước ý trời luôn kìa. Ha ha ha. Ha ha, nhanh lên nào. Ao sen kia rồi. Ha ha, 1, 2, 3. Bịch bịch. Ói ói, hả? Hù hù, đau đau quá. Ủa, sao lạ vậy? Lên nào, ôi da. Con cua đồng này dám kẹp đít tao hả? Để tao giả nát mày ra nấu canh ăn nha. Thôi mà dần, thả nó đi. Quái thật, cái ao này hôm nay tự dưng cạn ráo nước là sao? Ngày thường nó luôn tràn nước cơ mà. Tại sao vậy tí? Ờ, tí cũng không biết. Hít, lấy gì rửa sạch bùn đây? À, nhớ rồi, gần đây có một cái ao lúc nào cũng đầy nước trong xanh. Ở đâu? Theo mẹo. Kia rồi. Chỗ mấy con trâu đang tắm đó. Tới ngay đây, hi hi. Có nước rồi, thích quá. Bùm. Hừ, có chút bùn nhão cũng dành là sao? Mày nhảy có chuyện không hả? Làm sữa bẩn hết cả rồi thấy chưa? Cái đồ sớm xác vô dụng. Chẳng phải mày nói ao đầy nước trong xanh sao? Tao nói là một chuyện, còn mày làm gì cũng phải nhìn ngó chứ. Mà lạ nha, ao nào cũng cạn trời đấy là thế nào? Ờ hen. Bây giờ không phải mùa khô mà giống như hạn hán, thật không bình thường. Mình ra sông xem sao. Ha ha, tha hồ bắt cá tôm, khỏe quá, khỏi giăng câu chài lưới. Chỗ tôm cá này bán được khối tiền. Bác ơi, sông cạn nước do thủy triều rút phải không ạ? Không đâu, đang mùa nước lớn mà. Thế vì sao sông không còn nước? Hê hê, trạng tí cậu không biết thì làm sao chúng tôi biết. Chỉ biết là sông cạn thì giăng chài có thứ này. Hê hê, một mẻ lớn đủ ăn ba bữa. Ha ha. Lại còn thừa bán được ít tiền nữa. Hê hê. Các bác ăn no ba hôm, sau đó thì đào đâu ra tôm cá nữa. Ừ nhỉ, các bác không nhận thấy ao hồ cũng cạn sao? Ờ, trạng tí nhắc tôi mới nhớ, con kênh tưới ruộng bỗng nhiên không còn chút nước nào. Phải, ruộng tôi cũng khô héo mấy ngày nay rồi, sao lạ vậy ta? Mọi năm tháng này trời đâu có hạn. Ha
hay là do buổi lễ cầu mưa hôm trước bị bỏ ngang? Có nhớ Hoàng Phủ nói rằng chúng ta sẽ bị ông trời trừng phạt không? Hả? Đúng rồi. Hèn gì nước sông hồ cạn ráo, không có nước là tiêu đó. Chết thật, phải làm sao đây? Các bác bình tĩnh, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân. Chắc chắn nước cạn không phải do tự nhiên, mà do chính con người gây ra. Có chuyện đó sao? Ai mà cả gan vậy? Là chàng tí đó. Tiền bán bỏ đây rồi, đánh chết nó đi. Không được làm càn, có việc gì từ từ nói. Hoàng Phủ nói chính mì làm mọi nguồn nước cạn kiệt, vì đã chọc giận thánh thần trong buổi lễ cầu mưa. Đúng thế, cho nó một trận để thánh thần bớt giận đi. Hàm hồ, dám tự tiện kết tội trạng tí làng tôi là sao? Hừ, dân làng Phan Thị cấu kết với trạng tí phá bỉnh buổi cầu mưa, trời đất nổi giận không cho một giọt nước, làm ảnh hưởng đến cả làng Đỗ thị ta. Bộ ngươi không thấy hả? Tưởng ta không biết các ngươi tìm cớ báo thù cũ chắc? Thù cũ và oán mới ta gộp chung lại lần này đó. Ngươi thử đụng đến trạng tí coi, ta sợ gì mà không dám. Bà con chiến đấu, anh em xông lên, dừng tay. Tại sao? Quan huyện đến. Có chuyện gì mà hai làng xô xát hử? Bớ bớ bớ, ba la ba la ba la. Bẩm quan cho con nói, làng Đỗ thị sai rồi. Trời không hạn mà nước cạn là do con người gây ra. Là mi chứ ai? Không đúng, tôi đang tìm hiểu nguyên nhân đây. Vậy theo ý trạng tí chuyện này do đâu? Khí hậu hiện đang ôn hòa, có cây xanh tốt, sông suối đầy tràn. Bỗng dưng sông suối chảy qua hai làng Đỗ thị và Phan thị đều cạn nước, kèn đào tưới tiêu trời đáy. Chúng ta cần truy tìm từ gốc đến ngọn. Ngọn là đầu nguồn, tức vùng thượng lưu sông suối, nơi nước sông đổ về. Ý trạng tí nói là nơi bắt đầu nguồn nước có vấn đề. Vâng, đúng vậy. Thế thì chúng ta đến đó xem sao. Cũng đúng. Mọi người theo ta. Thế nào, không chịu đếm chỉ à? Ông mà cắt nước thì các người lấy nước mắt mà tưới ruộng nha. Ha ha ha. Hu hu hu. Đằng nào cũng chết, đành phải chịu thôi. Đến khi thu hoạch, may ra còn chút ít bỏ bụng, còn hơn là ruộng khô người chết các bác ơi. Ha ha, lão này hiểu chuyện đấy. Điểm chỉ ngay vào thế này, he he. Ông bá, có đoàn người kéo đến. He he, may thật, càng lúc càng vô mánh, lùa chúng vào đây. Nhưng con không đi mau. Dạ. Lần lượt từng người đóng giáo tay vào đây nha. Đóng vào cái đầu người đó. Ôi trời, đứa nào dám đánh trên đầu ta? Dạ dạ, là quan huyện trạng tí. Hừ, người bắt dân đen ký cái gì? Qua để con xem. Hả? Thuế thủy tô. Đổi nước lấy một nửa ruộng, hoặc đổi nước lấy một nửa lúa thu hoạch. Trời, thuế gì mà nặng vậy? Quan ơi, đúng rồi. Sao? Thật ư? Trời, là đập nước. Ai cho phép người ngăn sông đắp đập hả? Dạ dạ, không phải em là, mà là... là ta. Tri phủ, vì cái gì ngài lại chặn nguồn nước của dân? Hừ, cho khai sông thông suối tự do ắt sẽ động đến lòng mạch của phủ ta. Khi đó phủ ta lụn bại, đói kém đường nhiệt là không được. Ngài nói sai rồi, hữu thủy tắc hữu lòng. Lòng mạch chảy đến đâu thì mùa màng tươi tốt đến đấy, đời sống dân chúng ắt ấm no, không thể nào có chuyện lụn bại đói kém được. Đúng, đúng. Đã thế lại còn ngang nhiên thu thuế thủy tô, ngài dám ăn trên đầu trên cổ dân đen sao? Ta là quan tri phủ, là cha mẹ của dân, ta có quyền thu thuế. Ngài lại sai nữa rồi. Thu thuế hay không là do hoàng thượng quyết định. Ha ha, vua xa mà ta gần, ai dám làm gì ta nào? Bà con nghe đây, chỉ có vua mới có quyền ban hành luật thuế. Này có kẻ là thần tử của vua mà dám bày ra luật thuế này nọ kia, thì bà con có quyền bắt tuồng. Này tí, bình tĩnh đã nào. Ngăn sông đắp đập là vì tư lợi, là hành vi bất hợp pháp. Đúng đúng, chúng ta làm theo lời trạng tí. Không được manh động, để ta soạn mật hàm gửi về triều đình. Đợi đến lúc ấy thì ruộng khô lúa chết hết rồi quan ơi. Cho nên chúng ta có quyền phá đập, thông cửa xả nước về làng. Phá đập xả nước về làng. Ngươi định dùng dân uy hiếp ta à? Đừng có mơ nha,
bay đầu gồng cổ chúng lại cho ta. Dạ. Dạ. Bà con Phan Thị phá đập, bà con Đỗ Thị ngăn địch. Tuân lệnh trạng tí. Dạ. Hự. Ôi. Mau đứng lên ngăn bọn chúng lại. Hự hự. Béo bóp. Trời, chúng mày to gan dám ném đá quan. Bắt chúng, xông lên. Bóp bóp binh hự. Mau phá đập bà con ơi. Cột rào rào. Ha, nước về làng rồi. Hoàng hồ, nước đã về ruộng rồi bà con. Trời ơi, thế này là to chuyện rồi. Ui da, đau quá. Có ai thấy răng vàng của tôi đâu không? Quan huyện, người dám để dân chúng làm loạn thế à? Ơ hạ quan, hạ quan, lính đầu trói ngay tên quan này cho ta. Dạ, trời, phen này mình tiêu rồi. Chờ đấy, ta sẽ tâu hoàng thượng chém đầu tất cả các người. Khoan đã, lính đầu trói ta lại. Hả? Việc xảy ra hôm nay không liên quan đến quan huyện, tất cả là do trạng tí tôi. Dám làm thì dám chịu, tôi sẽ theo tri phủ về kinh chịu tội. Tốt, mau trói hắn lại. Tí ơi, đừng làm thế. Chúng ta làm đúng kia mà, sao tí lại nhận tội? Sự việc xảy ra hôm nay thế nào, tri phủ cũng tấu sớ về triều. Chắc chắn sẽ tường trình sai sự thật, nên cách tốt nhất là tí tự nạp mình. Để giữa triều đối chất, hù hù, làm sao để cứu tí đây, hù hù. Nào các bạn lại gần đây, ta sẽ... Thật hả? Thôi đủ rồi, theo ta về kinh mau. Chúng tôi nguyện theo trạng tí. Xin các bác dừng bước, triều đình là nơi tôn nghiêm, có luật lệ, không thể để mọi người kéo đến tự do. Chuyện này do cháu khởi xướng, cháu sẽ tự gánh lấy trách nhiệm. Bà con hãy trở về chăm lo mùa màng tươi tốt, và nhắc là không để ai ngăn sông đắp đập nữa, không cho ai ngăn sông đắp đập nữa. Mọi người yên tâm, tí sẽ về.